aespa gây tranh cãi khi trở thành nhóm nữ đầu tiên diễn ở Coachella, đẩy Blackpink To Anyone ra rìa. Nhiều người không hài lòng trước thông tin aespa là nhóm nữ đầu tiên tại K-pop được biểu diễn tại sân khấu Coachella. Vậy thực hư ra sao? Vào ngày 19 tháng 4 vừa qua, đại diện của aespa tại Mỹ đã xác nhận rằng nhóm nhạc nữ nhà SM sẽ biểu diễn vào cuối tuần thứ hai của lễ hội âm nhạc và nghệ thuật Coachella 2022. Ngay lập tức, nhiều phương tiện truyền thông của Hàn Quốc bỗng đưa tin rằng aespa là nhóm nhạc nữ đầu tiên được biểu diễn tại sân khấu chính tại sự kiện Coachella. Tuy nhiên, thông tin này đã khiến nhiều người hâm mộ bức xúc, lập tức tranh cãi nổ ra khắp mạng xã hội. Netizen cho rằng aespa không phải nhóm nhạc nữ đầu tiên biểu diễn trên sân khấu chính tại Coachella. Trước aespa, hai nhóm nhạc nhà YG là Blackpink và To Anyone cũng đã từng được mời biểu diễn tại đây. Các blin còn cho rằng Blackpink mới là nhóm nhạc nữ đầu tiên của K-pop biểu diễn tại sân khấu chính của Coachella. Và chưa hết, thậm chí CEO của chương trình cũng đã đích thân đến Hàn Quốc để mời nhóm tham dự. Từ loạt bài viết này, fan của hai nhóm nhạc nữ đình đám bỗng tranh cãi, đấu khẩu nảy lửa. Và câu trả lời đã được giải đáp khi mới đây, aespa đã trả lời Billboard và cho biết nhóm nằm trong danh sách khách mời bất ngờ tuần thứ hai trong chuỗi Head in the Clouds Forever Concert của 88 Rising. Trước đó, 88 Rising cũng đã mời rất nhiều nghệ sĩ K-pop như 2NE1, Jason GOT7, Yoon Mirai. Vậy aespa không phải là nhóm nhạc nữ đầu tiên của K-pop được biểu diễn tại lễ hội Coachella đình đám. Được biết, aespa sẽ biểu diễn phiên bản tiếng Anh của ca khúc mới Life's Too Short bên cạnh loạt hit như Next Level Service. Nhóm cũng sẽ có nhiều hoạt động quảng bá toàn cầu hơn trong năm nay. Có thể nói, thông tin aespa trở thành nhóm nữ thứ ba trình diễn ở Đại hội âm nhạc Coachella 2022 đã khiến các fan vô cùng tự hào. Tuy nhiên, netizen cũng bày tỏ ý kiến lo ngại về khả năng live của bốn cô gái nhà SM khi không ít lần họ bị bốc trần hát nhép ở trời Tây. Kể từ sau màn comeback với Service, aespa thường xuyên bị soi tình trạng hát nhép khi biểu diễn trên các sân khấu lớn nhỏ. Tầm cuối năm 2021, nhóm nữ tân binh của SM còn khiến fan xấu hổ vì nhép lộ liễu khi diễn tại trời Tây trong chương trình The Nick Cannon Show, The Kelly Clarkson Show hay Mercy's Thanksgiving Day Parade. Một trong những nguyên nhân khiến aespa bị người xem phát hiện hát nhép là do sự thật thà quá mức của cô nàng Ninin, main vocal của nhóm. Dù ở quãng trầm hay high note, Ninin luôn hát một cách nhẹ tênh, mặt không đổi sắc, thậm chí bị tụt mic vẫn diễn ngon ơ như thể không hề có ý định che giấu việc nhóm không hát live thật sự. Các bản hit của aespa đều có vũ đạo nặng đô cũng như nhiều đoạn phải lên high note. Chính vì vậy, nhiều người đặt ra nghi vấn aespa sẽ lại hát nhép ở Coachella 2022 để tiết mục được tròn trịa nhất có thể. aespa hiện đang là gà cưng chủ lực của SM và sở hữu nhiều tiềm năng trở thành nhóm nữ dẫn đầu làng nhạc thế hệ mới. Chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi, nhóm đi từ vị thế của một tân binh thị phi không kém IVE vươn lên hàng top group nhờ những kỷ lục vô tiền khoáng hậu, vượt mặt không ít đàn chị đình đám. Ai cũng thấy rõ số phận của bốn cô gái thay đổi ngoạn mục sau bản hit Next Level, nhưng đó ắt hẳn không phải yếu tố duy nhất làm nên thành công cho aespa. Nhóm không có lỗ hổng nào mà hoàn hảo từ concept visual cho đến chất lượng âm nhạc. Đặc biệt, danh tiếng cá nhân của bộ đôi Karina Winter được cho là chất xúc tác giúp cái tên aespa nhanh chóng đến gần hơn với công chúng. Sau cú hit mang tên Next Level, SM đưa aespa thừa thắng xông lên với album đầu tay Service. Theo đó, nhóm tiếp tục đạt được những thành tích ấn tượng. Một lý do khác giúp aespa bật lên nhanh chóng đó là nhóm gần như không có một đối thủ đáng gờm nào ngán đường. Thời điểm thì tiêu, mặc dù vướng một số thị phi, nhưng nhìn chung tương lai của aespa khá rộng cửa. Những ồn ào đạo nhái nói xấu tiền bối khi vừa ra mắt của aespa không hẳn là một điều gì đó tồi tệ. Nó cũng có thể là một chiêu trò giúp người ta biết đến aespa nhiều hơn và là bước đệm cho chiến lược quảng bá của nhóm. Tuy nhiên, vẫn có không ít ý kiến cả khi aespa chỉ là sản phẩm sao chép của Blackpink, không bao giờ đỉnh bằng bản gốc. Ngoài ra, có người còn nhắc lại phốt nói xấu tiền bối BTS của trưởng nhóm Karina thời 2DB để chỉ trích aespa ké fame, cố tình đi lên từ tai tiếng.